với nước rửa tay. Lifebuoy chưa? Lifebuoy đi. Trời ơi, lẹ lên, làm gì nhanh lên. Trời ơi, lẹ lên, làm gì nhanh lên. Trời ơi, trời ơi, đừng mà. Ủa mà lại gì đây? Nếu lấy roi dao rồi đó. Trời ơi. Hình như anh là người đầu tiên hai đợt liên tiếp là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, người đầu tiên đó. Đợt sau anh cũng là anh luôn à? Ba lần liên tiếp. Ok, hay quá trời. À, Đắk Lắk của chúng ta còn có một cái đặc điểm nữa về dân tộc học. Dân tộc học. Ở đây có một cái chế độ mẫu hệ. Các bạn hiểu về mẫu hệ như thế nào? Dạ là mẹ nói gì phải nghe. Dạ, vợ nói gì phải nghe. Đúng. Vợ canh nắm quyền. Tất cả mọi thứ trong nhà là do người mẹ, người phụ nữ quyết định hết. Đâu có đó, đâu cần ở đây. Ở nhà anh cũng có hả? Đấy mà. Bây giờ nó phổ biến rồi. Phổ biến lắm. Giờ người ta làm theo mô hình nó ok lắm. Nói chung là ở đây là ít nhiều gì các bạn cũng đã trải qua chế độ mẫu hệ rồi đúng không ạ? Dạ. Vậy thôi bây giờ mình trải qua thêm lần nữa cũng không vấn đề gì đúng không? Trời ơi chị. Ôi, hôm nay khách mời ngày hôm nay là một người mẹ. Người mẹ. Trời ơi. Trời mẹ ơi. Mượn. Trời ơi. Khách mời của chúng ta hôm nay là hai khách mời nữ rất là tài năng, giỏi giang, xinh đẹp, nổi tiếng. Theo các bạn hôm nay sẽ là ai? Em nghĩ là Lê Giang. Chị Lê Giang. Với vùng đất cà phê như này. À, chị Siêu Lách. Chị Siêu Lách. Chị Siêu Lách. Ở Tây Nguyên ngoài nữa rồi, Annie. Có rồi. Trương Thị May. Chị Siêu Lách đi Hà Nội hát chung với Phương Thanh rồi. Còn ai? Hết rồi. Vậy thôi. Kìa, khách mời kìa. Đâu? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái cặp giò đó chỉ có... Trời ơi, cái cặp giò đó chỉ có Khả Như thôi. Trời ơi. Anh mà bị thoát vị trí đệm vậy? Sao đi cuối cuối vậy? Sao ai mà chỉ không nhìn trời nhìn đất mà chỉ nhìn cái gì không vậy? Chị Đà Lạt. Wow. Chị Đà Lạt. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Chúng ta vỗ tay cho Khả Như và nghệ sĩ Kiều Âu Anh. Dạ, em có đem đồ á, hành lý á, em nhờ mọi người đem nhiều lắm em. Ê, hai đứa đâu? Tụi em lên trên. Đồ mày ơi nhỏ. Sao? Rap to, rap to. Ấy à. Trời ơi. Trời ơi, cái gì ấy? Quy đi chiếc này chưa? Dạ chưa. Trời, chiếc này mà cho Nguyễn Huy lấy chạy. Ủa? Lên rẫy cà phê trên Bảo Lộc. Nguyễn Huy là số một. Nhiều ba ly vậy, cái này đi phượt ghê lắm, chinh phục mọi địa hình đó. Sao có hai chị mà nhiều đồ vậy? Đúng rồi, trời ơi, phụ nữ mà em. Trời ơi, hai người sáu ba ly trên này, để cái nệm ngủ luôn nè. Dạ. Rồi xong kê cái dù ra nè. Chính xác. Nó ngồi đây uống cà phê luôn. Đúng. Ê. Rồi đeo ghê không? Rộng quá, rộng quá. Ngày có chiếc này. Trời ơi, cái này mà cho anh em ngừng chiếc là quá đã luôn á. Quên đi. Trời ơi, giật thôi. Tháo cái qua đi. Ủa, cái màn hình nó bự quá vậy? Ê, nhìn giống như cái không gian chơi game vậy ha. Mỗi người một cái vậy. Trời ơi, hay quá, đúng là ông hoàng bán tải. Ba ly vô đây anh em ơi. Trời ơi. Để đây. Trời ơi, sao như hành ô xin vậy? Tảo Tần hả? Người cha Tảo Tần hả? Trời ơi. Lẹ lên. Làm gì nhanh lên. Trời ơi. Lẹ lên. Làm gì nhanh lên. Trời ơi. Trời ơi đừng mà. Ủa mà lại gì đây? Nếu lấy roi dao rồi đó. Trời ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta đã gặp hai khách mời này rồi. Thì không biết là hai khách mời có chào hỏi gì với lại dàn cá thương tôi không ạ? Dạ có chứ. Dạ em mời chị Oanh ạ. Có chứ. Dạ em mời chị Oanh ạ. Ủa chị ơi, sao chị dành mọi của chị người ta là chị mời người ta chị nhớ. Ủa? Đúng rồi, chị lớn phải nói. Đúng rồi, mời lớn chứ sao. Thì phải để tự chị nói chuyện với chị giả có. Đúng rồi, chị không à. Chị lớn quá. Thì phải để tự chị nói chuyện với chị giả có. Chị nói chị không à. Hôm nay chúng ta chào đón nghệ sĩ Kiều Oanh. Quá rồi. Vỗ tay nồng nhiệt nào. Đây là
lần đầu tiên chị Oanh đến với chương trình thì chắc chắn là thưa quý vị là sẽ có những lời chào hỏi của quý vị khán giả xem đài. Xin mời chị. Trước tiên chị Oanh chào hỏi thì cũng rất là cảm ơn được làm việc với các em, tất cả những bạn đang rất là hot hiện nay và được khán giả rất là thương yêu. Mà chị Oanh thì cũng không còn bằng, tức là lớn hơn các em rồi, nhưng mà lại được chơi chung một cái sân chơi thú vị và rất là hấp dẫn, và theo sự thông minh lém lỉnh của từng thành viên ở trong đây. Và nên là chị Oanh rất là vui và rất hạnh phúc. Một lần nữa chị Oanh xin được trân trọng gửi đến tất cả quý vị khán giả xem chương trình 2 ngày 1 đêm. Quang xin kính chúc quý vị nhiều bình an, hạnh phúc và lúc nào cũng ủng hộ chương trình thật nhiều. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chị Kiều Anh là hôm nay chúng tôi được rất là may mắn làm việc với chị. Và cái bên đó là Như. Cái bên đó là Như. Như. Không có tên có họ luôn. Không, em năn nỉ cho em đi, cho em tại rồi, vì okay, khúc này rồi, đi. Rồi, khúc okay. này có thể là khúc duy nhất mà em được lên sóng đó. Rồi, khúc sao chơi không lại, cái khúc sao chơi không lại. Rồi, xong rồi, hết rồi. Chưa, em đến với chương trình là để minh chứng cho một câu nói là cứ đi rồi sẽ đến. Ngày ngày khi mà xem chương trình này, em ước mơ được tham gia cùng ekip. Em viết thư về chương trình và cuối cùng là chương trình đã nhận thư em và cho em tham gia chương trình. Em xin hứa. Chào quý vị khán giả của 2 ngày 1 đêm. Không biết là chị Oanh có xem tụi em chưa? Thì chương trình mình sẽ có là khoảng thời gian ở với nhau là 2 ngày 1 đêm. Thì chúng ta sẽ chơi nhiều trò chơi rồi tham quan rồi giới thiệu về văn hóa vùng miền của Việt Nam mình cho bà con toàn thế giới. Thì sẽ có những phần chơi với nhau. Thì phần cuối sẽ là gặp lại Khả Như. Sẽ là gặp lại Khả Như. Lại Khả Như. Cảm ơn Khả Như. Cảm ơn Khả Như. Đủ rồi, em thấy của chị Oanh đủ rồi. Em tới đây em có một cái thiện chí với mọi người là em có mang quà cho các anh. Dạ, em xin phép được tặng quà cho mọi người. Cái này không phải cái này được. Cái này không phải cái này được. Ủa, không phải hả? Cái này. Chứ cái gì? Đợi chút. Hay vậy quá. Ủa, bé cắm đầu á. Trời ơi, chị đem tới cái gì vậy? Mà mọi người phải biết là Khả Như là chị, Khả Như là một diễn viên hài trẻ mà tặng quà là cũng mắc cười lắm chị. Lúc nào cũng mắc cười. Chị có em, chị yên tâm. Chị ai dù gặp chị có em. Rồi rồi, dạ. Dạ. Em biết là mọi người đi rất là cực khổ. Nên bây giờ chị tặng ai trước đây? Chị xin phép tặng. Sao giống bói nhang vậy? Trời ơi. Tặng viết vang. Viết vang. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Một cái quạt ha. Một cái quạt. Với lại một cái nón màu nâu sồng. Dạ, một cái nón có hoa sen. Cái hoa sen. Sắt. Ủa, sắt là tặng cho ai? Tặng cho Kiều Minh Tuấn, mau mau lấy lại nhan sắc. Sau khi lên mùa. Cảm ơn em nha. Trí nè. Trí. Trí là em tặng cho người em ruột của em là Lê Dương Bảo Lâm. Cái gì chị nói em ngu hả chị? Dạ, tại vì chơi chương trình mà cứ hùng hột không có trí nào. Quạt là trí đúng không? Dạ, dạ có nhắc khéo. Dạ tài. Thì cái sự tài là tài. Mong là em có tài năng hơn. Ủa trời ơi, em là bất tài vô dụng. Thằng nhỏ chưa tài năng hay sao? Ủa sao chị kỳ vậy? Ủa trời ơi, em kêu nhỏ chưa tài năng. Chứ đừng có tài lanh theo mấy anh với chị để mà mấy em khổ hơn. Tại vì ngoài cái âm nhạc, ngoài nhan sắc ra thì chị muốn em chơi thiệt giỏi, thiệt hay hơn nữa. À, còn đây là chữ tâm cho em. Không có tâm. Không có tâm. Không có tâm. Không có tâm. Chị, chị ruột. Cà phê mà trộn bắp, trộn đậu nành. Y như kem trộn. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh mở ra. Và mỗi khi mà nóng quạt nhìn chữ tâm và dòm lại cái ý thức kinh doanh của mình. Dòm lại cái ý thức kinh doanh của mình. Đúng rồi. Ghê quá. Còn đây là anh Giang, chữ nhẫn. Chữ nhẫn đây là anh nhẫn nhịn với đàn em của anh. Em thấy là anh quá nhiều khổ cực luôn, nhẫn nhịn. Và đôi khi anh phải nhẫn là chữ mà nhẫn tâm một chút xíu để anh có thể rầy la mấy đứa em. Còn cái nón á là có hoa sen, mong mọi người mau tịnh lại với chúng ta là bình an. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta đi tới đâu cũng sẽ bình an. Cảm ơn chị. À, như vậy là ngày hôm nay chị Kiều Anh và Khả Như đã đến với đoàn, mang lại một cái không khí rất là vui vẻ cũng như là có những cái món quà rất là dễ thương. À, chị Oanh, lúc nãy em có giới thiệu với các bạn á, là cái vùng đất Đắk Lắk này á, là nó có một cái chế độ đặc biệt, đó là chế độ mẫu hệ. Do đó ngày hôm nay chị và Khả Như xuyên suốt cái hành trình này sẽ được đối đãi rất là đặc biệt, như đúng như là cái chế độ ở cái vùng đất mà chúng ta đang đến. Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia đội ha. Và hai đội trưởng của chúng ta sẽ là chị Kiều Anh và Khả Như ha. Và trong cái bịch nông sản đặc biệt mà các bạn mang xuống, đó là những hạt cà phê đặc biệt, chúng tôi gọi là hạt cà phê phẩm chất. Trời ơi. Trời ơi, vậy là tôi sẽ quay bao lượt của cô Kiển Quy. Đúng rồi.
Rồi xin mời các bạn mở ra cho hai nữ khách mời đi ạ. Đúng rồi. Mở đi em. Sao anh giành vậy? Trời mẹ lên trời. Cái gì vậy? Trời ơi. Rồi đây như đã nói với các bạn ha, đây là những hạt cà phê phẩm chất. Và đằng sau mỗi hạt cà phê nó có một cái tờ giấy. Khách mời của mình sẽ rút ra. Trong mỗi tờ giấy thì nó có một cái chữ đại diện cho một cái phẩm chất. Và từ cái phẩm chất đó thì khách mời của mình sẽ brief để các bạn thi thố, để xem ai là người đủ phẩm chất đó. Khách mời sẽ chọn trong những người chưa được chọn đội. Các bạn hiểu không ạ? Rồi hiểu ạ, chơi đi ạ. Xin mời ạ. Phẩm chất là một cái điều không thể thiếu của một con người đó. Chị rút nha, chị rút nha. Ôm giùm coi Giang. Ok chị. Em rút để nhờ giả chứ giờ làm gì giờ. Phẩm chất, trời ơi. Bây giờ sẽ là lúc các bạn biểu diễn tài năng. Như các bạn biết là chị Kiều Anh có rất là nhiều tài ha các bạn. Tôi biết. Chị Kiều Anh là diễn kịch good, điện ảnh good, đặc biệt là hát cái lương rất hay luôn. Đúng rồi. Dân ca hay luôn. Và đặc biệt chị Kiều Anh thoại rất nhanh. Em nhớ hoài luôn cái vở mà chị Kiều Anh diễn với Trúc Chí Tài. Chị Kiều Anh hát là bình thường rồi. Kiều Anh hát cái Trường Giang mới lạ. Ra ngươi chọn cái chết. Bây giờ chị sẽ hát tặng một câu vòng cổ nào đó. Rồi. Sau đó cậu chị có quyền là yêu cầu một ai đó làm một cái điều gì đó chị muốn. Đó. Dạ. Ok. Đó, dạ, tuyệt vời. Cảm ơn, rất là cảm ơn các em chịu khó nghe chị nha. Dạ. Đó. Chị sẽ hát trong một cái trích đoạn chút xíu của Từ Hải Thúy Kiều. Bởi vì ở đây chị thấy toàn là đẹp không à. Đó. Cho nên chị phải hát Thúy Kiều. Không nhìn đâu mà chị bị gượng nha. Đúng. Chị rất sườn. Đúng rồi. Rất là sườn. Chị bị gặp gò liền. Chắc chắn. Những gương mặt rất đẹp. Em thụ đây là trắng, đây là Từ Hải vàng, đây còn vàng đây là vàng từ Hồ Cung Hiến. Vậy Từ Hải là bên đây thôi, em bên Từ Vũ. Phu quân ơi, nếu biết trước chàng chỉ mãi lo cho cuộc đời chinh chiến, mà không nghĩ gì đến phần hồng nhan ba phước đã từ lâu bị vùi chôn như một cánh hoa rừng. Chẳng dám theo ai để kết nghĩa đá vàng, thiệp sinh ra chỉ là một cô gái tầm thường bé nhỏ. Chẳng dám mong đội đa giá trời để cứu lấy vàng sinh linh, thiệp khuyên chàng xếp giáo về với triều đình, chịu tiếng hàng thần để phò vua giúp nước. Những chuyện bất công ta sẽ lừa lợi trình tâu, tranh hòa đao binh mà vinh hiển vẫn đã thành. Wow. Hay quá. Wow. Nói chung chị là giờ là muốn sao được này. Chị thấy chị chắc chị thích Trường Giang á. Chắc chị thích Trường Giang. Chị mình đâu có lạ lắm gì chị. Không. Mấy đứa là lạ nè. Không lạ để làm sao, còn cái gì mà đọc là để em. Từ Hải là coi như là cao, năm tấc rộng đúng không? Đúng, 10 thước cao. Mà em nghĩ cỡ này mà diễn mà người ta vẫn tưởng tượng được 10 thước cao thì đó mới là tài năng. Đúng rồi. Vậy anh em mình phải thấp xuống. cái gì làm đó à? Đại khái gì này, chị không yêu cầu các em phải hát hay vì tụi em không phải là dân cổ của cải lương. Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng em hát đúng. Đúng không? Mình hát có cái hồn là ok rồi. Chị coi như là em là qua đó giờ chơi giờ gì hát vậy? Chị nghĩ cái môi dày là hát giọng cổ hay. Lê Dương Bảo Lâm. Em cái cổ gì? Đúng. Được mà. Chị cho em một cái đề đi ạ. Vâng, lá trầu xanh. Không, chị không muốn lá trầu xanh. Em muốn lá trầu xanh. Chị muốn em... lá khác, lá thuốc bắc. Chị cái đó hầm thuốc bắc chị ơi. Đẩy qua bệnh rồi. Lá trầu xanh nhắc cho em câu đầu đi anh Giang. Anh làm cái chỗ anh hứa với em chúng mình định đi. Ok. Hả? Lá trầu xanh. Lá trầu. Lá trầu xanh. À, anh hứa giùm em câu đi, hứa câu gì cũng được. Câu đi, hứa câu gì cũng được. Ừ. Anh hứa là sau khi học xong anh sẽ về cưới em. Anh đi Sài Gòn luôn đi. Ừ, anh đi Sài Gòn. Anh Tuấn, anh đi. Đi luôn hả bạn em? Anh Tuấn. Anh hứa với em khi tụi mình nên duyên nên nợ. Không nghe, đúng rồi. Anh Tuấn. Thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng nha. Người ta cao thắm trầu xanh tình em nghĩa mặn nồng. Sáng sớm nào em cũng gánh trầu ra chợ, đôi vai gầy nhỏ thấm giọt mồ hôi. Lá trầu xanh như bao anh còn người vậy. Lá trầu xanh như bao anh còn người. Tào lao. Tào lao. Nhưng mà cũng đó hay á, vỗ tay. Được, ok đó.
đúng câu vòng cổ mà đúng lời là hay rồi, là có tố chất đúng. Hay quá, lại tài năng. Tài năng quá trời. Bây giờ là chị có hài lòng với hai giọng hát vừa rồi chưa? Trời, chị rất là hài lòng luôn, nó rất là hài luôn á em. Nó rất là hài luôn á em. Nó lòng vòng sao á. Rất hài lòng. Chị, có cái gì cho em xin nói đôi điều. Đúng rồi, nói đi cưng. Em đang bị bệnh cơ thể một tí. Cơ thể yếu lắm. Cái đầu óc thì cũng đôi khi minh mẫn nhưng cũng đôi khi nó lạng tràng lắm. Trai tưng thì cũng không có ổn định lắm. Với lại em bị khổ với gái nhiều năm liền, ngủ khó. Cỡ nào thì chị cũng đã chọn em, trong mắt chị đã có em. Tuyệt vời. Chị sẽ sống chúng chết với không? Em. Hay quá. Như vậy là tôi về đồ của chị kiều quá. Wow. Đúng rồi. Cô đạo diễn ơi. Cô đạo diễn ơi. Cô đạo diễn ơi, cho tôi ra đi. Cái đề tôi xin cắt thôi. Ra đề đi cô. Cô đây là cô Khải Như ha. Dạ. Đây. Can đảm. Can đảm. Can đảm hả? Can đảm mà. Can đảm hả? Can đảm. Can đảm hả? Chúng tôi có đạo cụ. Ta đang làm. Em đang làm đúng nè chị. Không, chúng tôi có đạo cụ khác. Quá can đảm. Ê, ủa, sao chị can đảm mà đưa gì vô vậy? Đó, cái đó mới ghê đó. Rồi Như, xin mời Như hãy chọn người can đảm mà Như nghĩ là can đảm. Dạ rồi, bây giờ em sẽ bỏ một chiếc nhẫn của em vào trong. Không có bán luôn cái nhẫn đó. Không có vậy, không có vậy. Bình thường nó vậy nè, không có chồng rồi. Nhẫn gì bự vậy. Mà bây giờ thả nhẫn vô nữa. Lấy nhẫn vô ta nữa. Chừng nhân viên mới tới. Một. Nè, nghe nè. Nghe rồi. Khô. Không à, khô. Nhưng mà anh thả vô cái em nghe. Bụp. Dạ, cắt két thằng lằn. Con gì anh chạy giọng. Đúng rồi, con gì chạy tay anh nè. Ôi, anh chết đó. Rồi, bây giờ em sẽ chọn. Ê, cái kiểu gì? Sao vậy? Ủa, anh Tuấn nãy anh kiều em, anh kêu mà. Em hạp đứa nào cũng từ chối chị là tiếng là có hai đứa đội trưởng từ chối chị tức là muốn về với Khải Như. Mà bây giờ tự nhiên Như ấy cái tụi em lơ mặt, tụi em là những đứa trơ mặt, là những đứa trở mặt. Tụi em sống hai mặt, tụi em sống giống như là cục xí ngầu gì đó. Đúng. Thả tôi cái là sáu mặt lắm, lắc lắc liền. Rồi, vậy chọn mấy người đó đi, ok lắm. Anh Tuấn sao vậy? Sao? Tại anh sợ trong đó có gì. Có gì nha. Em nghĩ đi, chương trình đưa cái thùng ra, không lẽ cái thùng không? Đúng không, rồi. Trong này chỉ có một cái máy cưa như đã nói. 3 giây nghỉ một lần. Đầu tiên thì em muốn một cái người anh mà em rất là yêu quý và nể trọng bởi cái sự can đảm của anh. Anh Kiều Minh Tuấn. Rồi, đang. Trần Hiếu nữa. Sợ nha. Em nô, em không có chọn lựa. Anh Tuấn can đảm lắm. À, có hai lỗ. Hai người một lượt. Chứ em nghĩ là chị nên cách con bé kia đi. Tôi nói thiệt á, trong những trường hợp như vậy có hai người không bao giờ sợ, đó là Kiều Minh Tuấn với Rít Phạch, không bao giờ. Đúng này. Rồi. Chết đó. Con bé Rít là nó không sợ gì. Đá sang mặt mày đó. Bắp đi. Cái gì vậy? Bắp mà. Hay đó. Hồi nãy giờ bên kia chưa diễn gì hết trơn. Không, diễn rồi. Im lặng quá. Bên kia im lặng. Bắp đi. Rồi bắp vô. Yeah. Dạ ơi, nhỏ xíu à. Chưa vô. Cái gì nhỏ xíu? Rồi. Cố lên anh. Cái gì vậy? Không có gì hết. Trời ơi. Nó dữ đó. Đây nè, chị nói mà cái chuyện mà cái dụ như bằng cưa nữa, nó không có nguy hiểm bằng cái này. Thôi, đừng lo gì cả. Ôi, cái sao liệm tụi tôi vậy? Em đụng cũng ghê, mà em không đụng cũng ghê. Vì em không đụng nó thì nó sẽ đụng em. Ghê lắm. Em bị liệu á nha. Em là một người chơi game show nhiều lắm. Em nghĩ là với cái reaction vậy là không có gì đâu. Chàng ơi, hai cái đầu diễn thôi. Họ diễn thôi. Chắc chắn họ diễn thôi. Mọi người rằng là nghệ sĩ đang diễn đúng không? Chứ gì đó. Bây giờ luật cho các bạn nè. Mời các bạn trong đoàn mình sẽ có một biểu cảm ôi dè gì đó mà theo như những gì mình đang thấy. 2, 3. Không diễn giả quá. Thôi chơi đi. Anh Tuấn ơi. Anh thích càng tay hay càng ta nè? Trời ơi. Càng hả? Vô đi. Càng ác mày ơi. Chào đâu. Nó bỏ không có gì đâu,
Hồi xưa mình đi học ở trường cô dạy á là đầu tam giác là có đọc đâu. Trời ơi, trời ơi, không lẽ bé Na. Na ơi. Không sao. Na này người ta mai mỏ lại rồi. Na này, Na này, Na Châu Văn Kiệt. Na 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 Mày thúi nha Na. Để lấy một sắc sắc rồi. Na mày bóc tay thúi à. Na ơi tay tao thúi lắm. Chiếc nhẫn ơi.